Hello anh em, lại là mình đây, Đức Enzo đây. Hôm nay thì sẽ trở lại với anh em trong một cái series review headphone cũng như là những cái tai phone in-ear, tức là dài nhét tai, điểm mạnh, điểm yếu và một số loại tai phone thông dụng dành cho DJ cũng như là producer. Ok, đầu tiên thì mình sẽ phân tích hai cái điểm mạnh và điểm yếu của dòng tai nghe nhét tai trước nhá. Dòng tai nghe nhét tai này thì trong thời gian gần đây khá là được nhiều DJ ưa chuộng. Producer thì mình cũng chưa thấy nhiều người sử dụng lắm. Thế nhưng mà mình sẽ phân tích xem tại vì sao mà gần đây nó lại trở nên hot như vậy nhá. Đối với dòng tai nghe nhét tai này thì cái điểm mạnh của nó đầu tiên là trông rất là đẹp, thời trang và hiện đại. Đó. Các bạn có thể nhìn thấy một cái chiếc phone như thế này khi mà được đeo lên trên tai này. Đó. Trông rất là ngầu, đó, xịn sò. Đeo lên trông rất là phong cách, cũng là một cái kiểu riêng và rất là mới lạ so với cái dòng tai phone headphone mà phải chụp lên trên đầu. Đó là điểm mạnh đầu tiên là về thời trang. Điểm mạnh thứ hai là cái tính cơ động của nó, tức là các bạn có thể cầm đi bất kể đâu mà không cần phải xách theo một cái túi tai phone như ngày trước là nó rất là phiền phức. Đây, cái hộp phone này là cái hộp phone để cho mình chuyên để đi làm. Nó trong này nó bao gồm 3 chiếc USB và có thể cho luôn cái tai phone này vào đây, rất là tiện. Đó, bạn nào mà ngăn nắp một chút thì nhớ nên cuốn vào nhé, bởi vì cái này nó rất là hay rối. Đó, mình đang làm ví dụ thôi. Đó, ví dụ như thế này, nó trong một cái chiếc túi như này nó rất là nhỏ gọn và các bạn có thể cho vào trong cái túi đeo chéo của mình mang đi bất kể đâu mà không lo là bị rơi phone, bị mất phone rồi quên tai phone, quên USB. Đó, rất là tiện. Nên tại vì sao mà gần đây mình phải sử dụng cái này, nó rất là tiện và khó mất nữa. Bởi vì nó lúc nào nằm ở trong cái túi đeo chéo của mình mà, thế cho nên là không thể mất được. Đó. Thế là đợt gần đây mình rất là yêu thích cái dòng phone này. Ok, tiếp theo, cái điểm mạnh tiếp theo của cái dòng phone này đấy là rất là khó, rất là bền, rất là khó gãy. Bởi vì các bạn biết rồi đấy, những cái dòng phone mà phải chụp lên trên đầu ấy, các bạn bửa ra bửa vào này, rồi bong mút này, rồi gãy này, rồi tịt một bên phone này, rồi đứt dây cáp, rồi xước nhựa, tùm lum, đủ các loại trên đời. Nhưng mà các bạn thấy đấy, đối với cái dòng phone này thì nó không thể gãy được, bởi vì nó là những cái sợi dây dù như này này, nó rất là chắc chắn. Đó, thành ra là độ bền của nó rất là cao. Tiếp theo nữa thì nó có một cái lợi thế đối với những cái bạn mà hay vuốt tóc. Những bạn nào mà tóc tai hay phải vuốt nhiều keo này, hay tạo kiểu này, thì khi mà đeo những cái dòng phone mà phải chụp tai lên trên đầu như thế này này thì nó sẽ làm rối tóc của các bạn. Đấy, cho nên là những cái bạn như vậy thì có thể ưu tiên dùng những cái dòng phone nhét tai như này nhá. Mình chỉ việc nhét vào trong tai thôi, nó chẳng ảnh hưởng gì đến mái tóc của mình cả. Đó là một số cái lợi thế của dòng phone nhét tai. Tiếp theo thì mình sẽ phân tích đến cái điểm yếu của nó. Điểm yếu của dòng phone nhét tai, cái đầu tiên nó làm cho mình rất là khó chịu. Đấy là nó thao tác nó rất là lằng ngoằng. Đó, để mà đeo phone lên này, đầu tiên là các bạn phải bỏ phone ra này. Các bạn phải như mình là mình cũng phải mất 1-2 phút để gỡ rối cho nó đấy. Bởi vì là mình là cái người mà chạy ca nhiều, thành ra mình không có thời gian để mà sau mỗi một cái ca làm mình lại ngồi mình cuốn vào cho nó gọn gàng các thứ. Mình chỉ có vài phút để di chuyển từ cái quán bar này sang quán bar khác thôi, thành ra là mình chỉ có thể là nhét vội nhét vàng cái tai phone này vào trong túi, thế sau đó thì chạy ngay. Thành ra là mình nó rất là hay bị rối. Bao giờ mình lên sân khấu mình mất 1-2 phút để thực hiện cái thao tác gỡ rối, nó làm cho mình cực kỳ khó chịu. Đó, đấy là cái điểm yếu đầu tiên. Cái điểm yếu thứ hai là cái nếu mà bạn nào không quen ấy thì khi mà các bạn đeo phone lên này, thao tác nó cũng rất là lằng nhằng. Đầu tiên là nhét tai phone vào này, nếu mà khi các bạn nghe nhá, đây cái này thì phải vòng ra sau vai như này rồi. Đó. Thế nhưng mà khi mà các bạn, quan trọng là cái vấn đề khi phát sinh khi bạn các bạn không nghe nữa này, các bạn muốn bỏ ra. Bởi vì các bạn chỉ đeo vào khi mà muốn check xem hai bản nhạc nó có khớp nhau không, hoặc là muốn nghe trước cái bài sau. Thì khi mà các bạn xong việc rồi các bạn muốn bỏ ra, thế thì bây giờ bỏ ra thì bỏ ra đâu?
Đó. Thì các bạn phải bỏ ra ngoài như thế này. Đó. Và mỗi lần các bạn muốn đeo lên, các bạn muốn đeo lên, các bạn lại phải cầm vào nó này, xong rồi lại phải nhìn cái vị trí của nó này, bởi vì cái dòng phone này nó đeo quanh viền tai mà, không phải là thích là đeo lên đâu, mà phải đeo đúng cái vị trí của nó, đúng với cái thế đeo của nó nhá, thì nó mới khớp vào tai được. Nó không như dòng phone kia là bạn xoay hướng nào thì bạn cũng nghe được, bởi vì nó chỉ là một cái vòng tròn thôi. Đó, còn cái phone này nó có một cái thế, nếu mà các bạn không nhét đúng thì không thể vào trong lỗ tai các bạn được. Đó, thế cho nên là thao tác của nó khá là đằng nhằng theo như mình thấy. Đấy là cái điểm yếu của cái dòng phone này. Nhưng mà cá nhân mình ấy, mình khuyên là nếu mà bạn nào mà yêu thích những cái dòng phone này ấy, thì các bạn khi mà các bạn đeo vào như thế này này, và các bạn không muốn nghe nữa ấy, các bạn nhẹ tay các bạn kéo nó ra khỏi cái lỗ tai thôi. Nhưng mà cái sợi dây nó vẫn sẽ bám ở trên cái vành tai các bạn. Các bạn đeo như thế này này. Đó, trông thì nó hơi mất thẩm mỹ một chút, thế nhưng mà nó rất là tiện. Như cá nhân mình thì mình cũng không quá cầu kỳ cái việc là trông mình phải ngầu hay phải đẹp hay như thế nào đó, thế cho nên là mình ưu tiên cái tính tiện dụng nhiều hơn, thế cho nên là mình hay để vắt vẻo trên tai như thế này, và lúc nào cần thì mình lại ấn vào. Đó, không dùng nữa kéo ra vậy thôi. Nhưng mà nếu mà kéo ra mà các bạn để cái headphone ở dưới nó vẫn đang phát nhá, thì nó tai nó vẫn hơi văng vẳng cái tiếng nhạc ấy nhá, hơi khó chịu, nên phải tắt cái tai phone đi, tắt cái cue đi. Đó, đó là một số cái được và mất ở trong cái dòng phone in-ear, tức là dòng phone nhét tai này. Đó. Tiếp theo thì mình sẽ phân tích một số cái loại phone phổ biến. Các bạn có thể lựa chọn những cái dòng phone mà để cho các bạn. Thực ra ở đây thì mình cũng không có nhiều lắm. Đây là những cái phone mà mình hay sử dụng thôi. Thực ra ở ngoài thị trường thì vẫn còn một vài cái loại khác. Thế nhưng mà mình cũng đã dùng qua rồi, nhưng mà mình thấy nó không thích lắm. Và đây là những cái dòng phone mà mình hiện tại mình đang rất là yêu thích và để mình sử dụng để dạy học tại studio cho các bạn học viên. Mình sẽ review từ những cái con giá thấp lên cao nhá. Đầu tiên thì con này là một cái con rất là tuyệt vời của Behringer HPX4000. Các bạn đoán được giá của nó bao nhiêu không? Con này thì nếu mà chính xác giá trên Shopee thì có khoảng 400.000 thôi. Có một số shop bán 600. Thế nhưng mà âm thanh của nó thì phải nói là tuyệt vời nhá. Độ bền thì mình không đánh giá cao, nhưng mà so với cái giá 400.000, 600.000 cho một chiếc phone thì chắc chắn nó là số tiền cực kỳ xứng đáng để các bạn bỏ ra. Mình xin khẳng định là như thế. Nó âm thanh của nó còn vượt trội so với những con phone trong tầm giá và trên tầm giá luôn. Tất nhiên thì không thể so sánh với những cái dòng phone cao cấp như là Sennheiser rồi Technic các thứ được, bởi vì những cái dòng phone đó thì âm thanh nó rất là hay. Nhưng mà con phone này nếu mà để mà bỏ ra 400-600 nghìn thì nó quá tuyệt vời. Nó mình cực ngày đầu tiên mình mua nó về thì mình khá là bất ngờ với cái chất lượng âm thanh của nó. Phải nói là bất ngờ luôn đấy. Nghe rất là hay. Có điều là cái mút ra này rất hay bị bong. Rất hay bị bong. Về độ bền thì không cao đâu. 400.000, 600.000 thì chỉ được vậy thôi. Cho nên là mình không đòi hỏi gì được nhiều cả. Nhưng mà con này thì mình cũng khuyên các bạn nên dùng nhá. Đây là một con phone nên dùng. Âm thanh rất là hay. Các bạn có thể tìm ở trên mạng hoặc là Shopee nhá. HPX4000 nhá. Tiếp theo thì đây là một cái con phone mà rất là bền của Urban Ear. Nó Urban Ear nó có thêm tiếng Anh, nó tên nó rất là dài, cái gì platform cái gì đấy mình không nhớ, nhưng đại loại gọi là của Urban Ear. Thì đây là một con phone mà rất là bền, bởi vì cái vành này của nó này làm bằng vải rất là khó gãy, gần như là không thể gãy. Các bạn có thể vặn xoắn 360 độ luôn đối với cái dòng phone này. Thì nếu mà những bạn nào mà hay bửa ra bửa vào mà rất là mạnh tay như này thì không lo là nó gãy. Âm thanh thì con này không phải là một con quá xuất sắc đâu. Đấy, con này âm thanh chỉ ở mức trung bình thôi. Nếu mà để cho mình so sánh thì có phần nó còn tệ hơn con HPX4000 nữa. Nhưng có hai điểm mạnh là rất bền. Các bạn, mình khẳng định với các bạn luôn, con phone này là một con phone thuộc dạng nồi đồng cối đá nhất trong các loại tai phone luôn. Và nó không thể hỏng. Mình xin khẳng định là không thể hỏng. Vì các bạn có làm gì nó cũng không gãy đâu. Trừ khi là các bạn nghe to quá, âm thanh nó bị vỡ hay là sao đó. Nhưng mà để mà dùng bình thường thì nó không thể hỏng đâu. Về thời trang thì nó cũng khá là có nhiều màu bắt mắt.
Mình thì không không thích những cái tông màu của cái dòng phone này lắm, bởi vì là nó làm hay làm theo mấy cái màu tông nó hơi bị nhờ một tí ấy. Mình thích những cái màu phone nó phải rõ rệt ra, một là đen, hai là trắng, hoặc là những cái màu nó rõ nét một tí. Còn cái dòng phone này rất hay làm những cái màu nó cứ kiểu nó nhờ nhờ ấy. Trông đeo lên trông nó hơi khó chịu một chút. Có nhiều bạn thì thấy như vậy là đẹp, nhưng mà cá nhân mình thì mình thích những cái màu nó rõ rệt một tí. Ok, đó là dòng phone Urban Ear nhá, cũng dùng cũng được. Con này giá tầm độ khoảng 1,5 triệu, 1,5 triệu, 1,7 triệu gì đó. So với giá thị trường bây giờ, mình lâu rồi mình cũng không cập nhật đâu, thế cho nên là mình sẽ nói cái khoảng giá thôi nhá, tại vì mình cũng không phải dân buôn. Nếu mà mình làm cái clip này để bán hàng hay là các thứ thì mình sẽ để link mình bán, hoặc là mình sẽ nói giá cụ thể. Nhưng mà mình các bạn thông cảm là mình chỉ là cái đi review thôi, và cũng rất lâu rồi mình không cập nhật giá thị trường, các bạn thông cảm nhá. Rồi tiếp theo thì đến cái dòng phone mà được rất nhiều DJ yêu thích. Đấy là dòng Sony Republic. Con này của mình hình như là V8, hiện giờ nó mới ra V10 nữa. Nghe âm thanh nó cũng khá hay, đeo lên thì cực kỳ thời trang. Các bạn nhìn thấy đây, rất là chắc chắn, đẹp. Âm thanh nó khá tốt, nghe hay đấy. Mình cũng khuyên các bạn là nên dùng con này. Con này có giá thị trường bây giờ thì nó rơi vào khoảng hình như là 3 triệu hay là gần 3 triệu gì đó, loanh quanh khoảng đó thôi. Đó. Mình cũng recommend các bạn nên dùng con này nhé. Rất là đẹp, trẻ trung, thời trang, phong cách hiện đại. Và âm thanh nghe hay. Điểm trừ duy nhất của con này, thực ra trong tầm giá nó cũng là một cái con phone giá khá hợp lý, khoảng tầm 3,5 triệu gì đó, giá khá hợp lý, dùng rất là bền. Đó, nó cũng dùng cái loại nhựa dẻo này, rất là bền. Tai phone thì cũng êm tai, đeo vào tai cũng khá là dễ chịu. Con này là con V8 nhé, Sony Republic. Và nó có rất nhiều màu nhé, nó không chỉ có màu cam này đâu, mà rất nhiều màu khác, trẻ trung và đẹp lắm. Đó. Nhưng có điểm trừ duy nhất là phải đeo cái dây này, nó cắm vào cả hai bên phone, thành ra khi đeo lên nó rất là khó chịu. Ví dụ như này, đó, các bạn thấy không? Đeo lên nó rất là khó chịu, và các bạn thường phải set up sẵn cái phone ở trên đầu như thế này này. Đó. Những bạn nào mà đeo ở trên như này thì ok này. Đó. Xuân ví dụ như các bạn nào mà như thế này vào là nó sẽ hơi bị lấn cấn, rồi nó sẽ đấy kiểu như này đó. Bình thường những cái dòng phone khác nó chỉ có một dây thôi thì mình sẽ dễ, mình đeo lên rồi mình thao tác các thứ. Điểm trừ duy nhất của con này nhá, cái này thì anh em nào yêu thích âm thanh hay rồi thời trang là cũng có thể dùng được. Tiếp theo thì con tai phone giá rẻ mà cực kỳ hiệu quả, vô cùng hiệu quả. Con này là con The Best trong tầm giá. Numax HF125. Con này thì rơi vào khoảng 1 triệu, loanh quanh đâu khoảng 800 1 triệu gì đấy, tùy shop. Mình nhớ là không nhầm thì nó khoảng đấy. 800 1 triệu gì đó. Nhưng mà trong tầm giá thì âm thanh nghe ổn nhá. Bền. Âm thanh nghe ổn, kiểu dáng tương đối thời trang. Nó so với mình thì nó hơi cục mịch một tí, nó hơi xấu khi đeo lên. Nhờ màu sắc và mọi thứ nó làm tương đối là hài hòa. Cầm lên thì nó hơi lỏng lẻo một tí nhá, cảm giác nó hơi lỏng lẻo một tí. Nó hơi nhẹ, nó hơi mềm, nhưng mà rõ ràng rồi. Bây giờ dưới với cái phân khúc là tai phone dưới 1 triệu thì mình không thể đòi hỏi là nó phải chắc chắn hoặc là nó phải kiên cố được. Thế nhưng mà đây là một cái dòng tai phone giá rẻ mà rất là làm đáng để cho các bạn DJ trải nghiệm. Nghe âm thanh ổn phết nhá, chứ không phải là đùa đâu. Con này cũng là một con mà được khá nhiều các bạn DJ gọi là mobile đấy, các bạn DJ sự kiện yêu thích và tin dùng. Thế nhưng mà nên tránh hạn chế cho người khác dùng nhá, bởi vì cái này nếu mà bửa quá tay ra là nó gãy đấy. Nó khá lỏng lẻo đấy, chứ nó cũng không chắc chắn đâu. Nhưng mà trong tầm giá thì mình cũng nên khuyên là nên mua con này. Nói chung là những cái dòng phone mà mình đã yêu thích và mình sử dụng rồi thì đều là những con khá là ổn. Rồi, tiếp theo con này mình mới được trải nghiệm thôi. Gần đây mới mua cho học viên để người ta tập luyện. Thì đây là con Sennheiser HD400M. Dòng Sennheiser này thì là một cái thương hiệu cực kỳ nổi tiếng về âm thanh rồi. Âm thanh con này thì không phải bàn, các bạn nhìn này. Nhựa nhiếc, lớp mút ốp lên, đeo trông rất là êm tai đó. Trông chắc chắn này, êm tai, đeo lâu không bị mỏi này. Kiểu dáng thiết kế đẹp, trong thời thượng.
âm thanh nghe cũng rất là tuyệt vời, và đặc biệt là tầm giá của con này chỉ có hiện giờ đang bán trên thị trường có 1,5 triệu. Mình thấy là rất là hợp lý. Âm thanh thì tuyệt vời luôn, nghe ok lắm. 1,5 triệu mà được như vậy là quá hay rồi. Đó. Đấy, cho nên các bạn cũng có thể tham khảo để sử dụng cái con này nhé. Đeo lên tai, những cái bạn mà ngồi làm nhạc làm nhất các thứ, đeo lên tai một ngày lâu rồi này, nó rất là êm tai luôn. Đeo lâu không sợ bị mỏi, không sợ bị đau tai. Êm lắm. Cái mút này của nó mình cảm giác là nó cũng khá là bền, nó cũng không dễ bị bong chóc đâu. Đó. Con này cũng là một con mình review, mình recommend các bạn nên sử dụng thử nhé. Âm thanh nó rất là tuyệt vời đấy. Tiếp theo thì đến cái dòng phone của kiểm âm, đến với nhà Audio Technic. Con này thì là một con rất là huyền thoại rồi. Ngày trước thì là có cái dòng phone ATH M20X này, 30X đều rất là thành công trên thị trường. Và đây là một dòng phone chuyên cho các studio để kiểm âm, để dành cho các producer là chính đấy, bởi vì là thực ra là nó rất là to. Nó rất là to đây, các bạn nhìn thấy đây. Đeo lên này, rất là to. Nó không thể cũng chơi DJ được thôi. Thế nhưng mà mình không khuyến khích con này để chơi DJ nhá. Con này thì nghe nhạc rất là hay. Nó là một huyền thoại rồi. Nó là một huyền thoại rồi. Không, mình không có gì để bàn được cái con này nữa rồi. Âm thanh hay, thiết kế chắc chắn, cực kỳ là bền. Mình dùng năm nay là sang phải đến 1,5 năm rồi, nhưng mà cũng chưa thấy nó có cái dấu hiệu gì cả. Da riết thì chưa hề bong chóc, rồi mọi thứ vẫn đang rất là ổn định. Âm thanh nghe ổn, đeo vào kín tai và nó khá tách bạch so với thế giới bên ngoài. Thế cho nên là khi mà mình đeo vào thì mình sẽ không sợ bị những cái tạp âm bên ngoài nó can thiệp vào trong cái quá trình mình lọc nhạc hoặc là mình mixing tiếng ở trong studio. Con này thì giá nó bây giờ thì ngày trước mình mua đâu khoảng 5 triệu. Bây giờ thì chắc đâu loanh quanh khoảng 4,5 triệu, 4,3 triệu thì đấy, mình không nhớ. Con này cũng là ATH M50X nhá. Đó, con này thì mình cũng rất là recommend những cái bạn producer nên sử dụng. Con này đặc biệt là hay trong tầm giá. Nếu mà các bạn có khoảng 5-6 triệu và thậm chí đến mức 7 triệu luôn, thì chỉ có con này với cả con DT900 Pro là các con đấy là mình thấy đáng trải nghiệm. Nhưng mà con này vẫn là một con huyền thoại đấy nhá. Nếu mà những cái bạn DJ và producer đang lấn cấn, đang chưa biết lựa chọn cho mình một cái tai phone nào để sử dụng trong phòng thu ấy, ATH M5X của Audio Technica the best luôn. Và các bạn có thể dùng được trong vòng vài năm nữa mà không cần phải đổi đâu, vì âm thanh nó tuyệt vời đấy, và kiểm âm tương đối chính xác. Mình thường xuyên sử dụng nó để mixing tiếng ở trong những cái bản nhạc của mình, và mình thấy nó rất là ok, không bị sai đâu, không bị sai tiếng nhiều đâu. Rồi cuối cùng, đối với cái dòng headphone đeo bên ngoài thì con này là con yêu thích nhất của mình. Nó đi theo mình rất nhiều năm tháng rồi. Cũng của Sennheiser, phiên bản Pro. Đó. Sennheiser cái gì HD25 phiên bản Pro. Phiên bản Pro này thì nó có giá khoảng ngày xưa mình mua là 7,4 triệu. Nó có một cái phiên bản dưới nó nữa là phiên bản Plus hay là phiên bản thường gì đó. Nó rơi vào tầm 5 triệu. Âm thanh của con này thì không thể chê được rồi. Con này là số 1 nhá, trong lòng mình nó luôn là số 1. Mình chưa có điều kiện để mà trải nghiệm được những cái dòng tai phone mà nó liên quan đến vài chục triệu hay vài trăm triệu, thế nên mình không dám nói là nó là hay nhất. Thế nhưng mà chắc chắn luôn, trong tầm giá và những cái dòng phone phổ biến ấy, con này là số 1 về âm thanh, không có gì phải bàn. Tất cả các DJ chuyên nghiệp đều rất là yêu thích, cũng như là những cái producer để mà con này thì mang tính kiểm âm thì mình không đánh giá cao lắm nhá, bởi vì nó âm thanh của nó tương đối là nịnh tiếng đấy nhá. Nó tương đối nịnh tiếng, thế cho nên là nó sẽ làm, đôi khi nó sẽ làm sai lệch cái âm thanh của bản nhạc đi một chút thông qua tai nghe của mình, nó sẽ làm hay hơn đấy. Thế cho nên là con này thì mình không recommend lắm để làm ở trong studio để kiểm âm nhé. Nhưng con này để chơi DJ, nó là số 1. Các bạn có thể sử dụng cả phiên bản HD25 Plus. Nó chỉ có giá đâu khoảng 4,5 triệu, 5 triệu. Nhưng âm thanh nghe hay lắm. Điểm trừ duy nhất của con này là thiết kế xấu quá. 7,5 triệu.
nó trông như một cái phone ở ngoài hàng nét vậy, trông rất là đeo lên nó không có cái gì thể hiện là một cái chiếc phone đắt tiền cả, rất xấu. Điểm trừ duy nhất, còn mọi thứ của con này thì hoàn hảo, rất bền, rất âm thanh tuyệt vời, rất hay, nhẹ nữa. Đặc biệt con này rất nhẹ nhá, đeo lên thì các bạn có thể đứng nhảy cả ngày mà không mỏi, không bị mỏi. Còn những cái dòng phone như con này này, đeo một lúc là nó sẽ hơi mỏi cổ, tai thì không mỏi đâu, bị rất là êm, đệm nó bọc mút rất là êm. Nhưng mà nói chung là đa phần thì mình ưu tiên về những cái dòng phone mà có thể đeo được lâu. Tại vì sao mình không review những con Vimoza hoặc là đó, đại loại như thế. Bởi vì là hoặc là Sennheiser cũng có nhiều con, nó cái tai của nó to chà bá luôn, rồi gọng ghiếc mọi thứ đeo lên nó nặng nề lắm, thì mình không dùng những cái con đó. Bởi vì là mình không thích những cái con mà đeo lên một lúc nó bị mỏi, đứng nhảy nhót rồi giơ tay giơ chân nó bị nó không thoát được cái cơ thể của mình, thì mình không thích, kể cả nghe có hay cỡ nào chăng nữa. Rồi vừa rồi là 2, 4, 6, 7 con phone headphone, tức là phone đeo ngoài đấy. Mình còn recommend các bạn hai con phone nữa mà ngày trước mình hay sử dụng. Đấy là những bạn nào mà yêu thích về thời trang ấy, các bạn có thể dùng thêm cái dòng Beats Solo HD 25 hay gì đó, Beats Solo HD. Con đó cũng là một con mà rất là khá là đẹp. Theo mình đánh giá là thời trang đeo lên thì trông bao ngầu luôn, xịn sò, trông màu sắc tươi trẻ, các loại xanh nõn chuối, da cam, hồng, rồi đủ thứ trên đời, trông cực kỳ giới trẻ ăn chơi. Thì đó là của Beats. Ngày trước thì mình bị gãy mất một cái rồi, thành ra là mình hơi bị có ác cảm với nó một tí, tại vì nó không được bền lắm đâu. Các bạn nào mà tính mà nghịch ngợm một tí, mà hay bửa ra bửa vào rồi đặt lên đặt xuống không, hay cho bạn bè anh em sờ vào mượn ấy, thì tốt nhất là không nên dùng Beats. Còn mình recommend thêm một con nữa, đấy là con Technic 1210 hoặc là 1200. Đấy là con phone huyền thoại rồi. Thế nhưng mà âm thanh rất là hay, bền, nồi đồng cối đá. Các bạn có nhiều khi ngày xưa mình dùng gần chục năm trời luôn để đi làm cũng như là dạy học, mãi đến gần đây nó mới hỏng đó. Mình cũng hơi tiếc, nhưng mà hôm nọ mình mới vứt đi xong, nên ra hôm nay không có cái hiện vật để giới thiệu cho các bạn. Thế nhưng mà các bạn có thể lên trên mạng tìm rất là nhiều nha. Con đấy là một con âm thanh nghe tuyệt hay, giá thì nó chỉ rơi vào tầm khoảng 2,8 triệu, 2,5 triệu, 3 triệu gì đó thôi, nhưng mà âm thanh tuyệt vời. Nhưng điểm trừ, thiết kế quá lỗi thời. Nếu mà bây giờ các bạn mà còn đeo cái tai phone đó thì trông ối rồi ôi lắm, trông như một cái DJ mà gọi là từ thời xa xưa rồi các thứ, trông nó không hiện đại, nó không trẻ trung lắm đâu. Mặc dù là thiết kế của nó rất là tiện để đeo lên này, rồi để ở dưới cổ này, rất nhiều cái thao tác để cho mình có thể làm được. Trừ những cái dòng phone này thì rất ít cái có thể xoay được. Đây chỉ có cái con HPX này, nó có cái khả năng là xoay gập như thế này này. Đó, thì cái con Technic 1210 ấy rất là tiện trong cái việc là các bạn có thể tạo những cái phong cách hoặc là những cái dáng đeo khác nhau. Còn đâu thì đa phần những cái dòng phone này thì nó không có chuyện xoay gập đâu. Con Sennheiser này cũng có này, con HPX này hình như nó nhái theo cái thiết kế của con Sennheiser, đều có xoay gập. Thường thường là những cái dòng phone của DJ thì nên có xoay gập để cho người ta còn, ví dụ như nhiều lúc muốn đeo ở cổ, nhiều lúc muốn đeo ở trên này, rồi nhiều lúc muốn ghé tai vào. Đó, thì dòng cái dòng Technic 1210 hoặc là 1200 đấy thì nó chuyên để các DJ ngày xưa trông như này này. Đó, trông nó hơi kiểu old school, kiểu classic một tí, basic ấy. Đó, thực ra là đến bây giờ thì trông một cái DJ như vậy nó không còn hợp thời nữa. Đó, tiếp theo thì mình sẽ review hai cái con phone nhét tai mình đang sử dụng. Con này thì là con Soundfox King của một cái hãng đến từ Hồng Kông. Lúc đầu thì mình mua cũng hơi lấn cấn một tí, tại vì giá nó cũng rơi vào tầm độ khoảng không cao lắm, nó rơi vào tầm độ khoảng 3 triệu thôi. Bây giờ thì hình như đang trong đợt sale, nó đâu còn khoảng 2 triệu. Nhưng mà đây là một cái tai phone nhét tai mà nó có cái âm thanh to nhất trong cái lúc mà mình nghe và mình kiểm tra. Mình thì rất là đợt đầu thì mình mua cái con này mình cũng chưa có cái kinh nghiệm để mà chọn headphone lắm, phone nhét tai lắm. Thành ra là có ai hướng dẫn cho mình đâu, đâm ra là mình phải đi trải nghiệm thôi. Thì sau khi mình nghe thì mình thấy con này là con âm thanh rất là to, nó to đến chói tai luôn ấy.
nó to đặc biệt so với những cái dòng full necktie luôn. Thành ra là cứ mỗi khi mà mình giao ca, mình lên giao ca ấy, mình thường phải vặn hết volume của cái ca trước xuống rồi bắt đầu mình mới dám bật cái cắm cái phone của mình vào. Thế sau đó mình từ từ mình vặn lên. Chứ nếu mà để nguyên cái âm lượng của cái người đang nghe cũ ấy thì thôi, khá là tai nạn. Nghe rất là to, thời trang. Đó, nghe con này nghe thì bao ngầu luôn. À, forking các bạn nhé. Đó, forking. F-O-R-C-E King. Con này thì đang được bán loanh quanh khoảng 2 triệu sale. Dây của nó thì không được dài lắm đâu. Con này dây nó hơi bị bức bí một tí, tại vì nó là dây mét 2, dây tiêu chuẩn của dòng phone phone necktie. Tức là các bạn cắm vào này, thường thường là nếu mà các bạn muốn hoạt động nó được thoải mái một tí, các bạn nên có một cái sợi dây nối dài. Nhưng cái nhược điểm của cái sợi dây nối dài là màu nó sẽ không đồng bộ với cái dây này. Nó trông nó sẽ hơi xấu. Tự nhiên đang một cái sợi màu trắng hay tự nhiên lại có một cái sợi nối dài ra màu đen ở khoảng này thì trông nó mất hay đi rồi. Cho nên là mình đợt đầu mình có mua một sợi dây nối dài, thế xong rồi sau khi xem lại những cái tấm ảnh chụp của thợ thiết các thứ thì mình nhìn vào mình không được ưng lắm nên mình bỏ ra. Thế thì khi mà cắm cái sợi dây mét 2 này vào thì thao tác nó hơi bị tù ở trên sân khấu một tí. Các bạn mà nhích đi một tí hoặc các bạn nhảy nhót nó quá tay đi một tí là nó giật đấy, nó giật cái dây này ra đấy, nó giật cổ bạn các bạn lại ấy. Nó hơi khó chịu một chút các bạn. Mình khá đau đầu với chuyện này. Mình thực ra là mình thích dùng những cái phone nó dây nó dài một tí. Thế nhưng mà thế thì mình lại sẽ lại review cái con phone tiếp theo mà mình mới mua, vừa mua hôm qua, mới mua sử dụng lần đầu tiên. Đây là cái phone duy nhất có sợi dây cáp 1m6 mà nhét tai. Mình xin khẳng định, mình đã đi tìm kiếm cả thị trường này rồi. Ai có cái gì đặc biệt độc lạ bên nước ngoài thì mình không biết, nhưng mà ở cái Việt Nam này thì mình đã mất công mình đi tìm hiểu rất nhiều cái cửa hàng tai phone và tìm hiểu cực kỳ nhiều thông tin trên YouTube, trên các trang mạng xã hội để tìm ra một con phone mà có cái sợi dây 1m6 mà nó đồng bộ như này. Đây là con phone duy nhất nhá. Mình mới mua Shure SE425. Shure SE425 nhé, đây là mã của nó. Con này thì hiện giờ đang có giá khoảng hơn 7 triệu. Âm thanh thì nghe hơi bé, nhưng mà được cái là tiếng nó khá chất, ấm, nghe lâu không đau tai. Con này nghe lâu thì đau tai nhé. Con forking này cực kỳ to, chép ồn lắm. Thế nhưng mà nó sẽ hỗ trợ cho các bạn là nghe được rõ cái bản nhạc mà bạn mix trong một cái môi trường âm thanh rất là ồn, như kiểu một cái quán bar. Còn con này thì nó, nếu mà nghe to quá là bị vỡ tiếng nhá. Thậm chí nếu mà nghe hai bài mixing vào với nhau là hơi tiếng nó, ai mình cảm giác là hơi vỡ. Đó. Trong cái quá trình trộn nhạc ấy, nếu mà con này điểm trừ nữa của nó là đeo lên khá là khó. Hôm qua mình hơi ức chế. Đeo lên hôm qua thao tác lăng cha lăng hoàng trên sân khấu, tại vì lần đầu tiên cầm con này đi làm mà. Thành ra là cái cữ dây phone này nó không vòng sẵn cho mình để mình biết đường nào mình đeo, cái bên nào là bên trái, bên nào là bên phải. Còn cái con forking này nó có đánh dấu cho mình. Đó, nó có đánh dấu một bên là xanh này, một bên là đỏ, thì cái bên màu xanh là sẽ là tay trái. Đó, nó làm nó rất là hiểu cái người dùng. Còn cái bọn Shure này nó không chuyên lắm. Thành ra là mình chỉ có một cái điểm cộng duy nhất của con phone này là nó có một cái sợi dây mét 6. Cho nên là mình rất là yêu thích cái việc là linh động ở trên sân khấu, bởi vì mình là một cái thằng mà khá là nghịch ở trên sân khấu. Mình muốn kiểm soát cái bàn mic, rồi cả cái sân khấu mình di chuyển khá nhiều, trêu đùa dancer, MC, rồi nhảy nhót, uống bia, rồi chạy ra lấy tiền tip, rồi long quăng. Nếu mà cái sợi dây nó ngắn quá, mình bị cảm giác nó đánh lúc nào nó cũng phải tù cái người, không dám thoát được cái động tác, khó chịu lắm. Thế con này thì trong hôm nay thì mình sẽ nghiên cứu cái cách đeo của nó. Mình đoán thì nhét vào tai trước này. Rồi, sau khi nhét vào tai thuận rồi, bắt đầu mình tính đến dây đeo này. Dây đeo đang nhổng lên như này, vậy là phải vòng về phía sau. Phiền phức đúng không các bạn? Đó, cái dây khớp đeo này của nó thì nó làm bằng nhựa mềm, cho nên nó rất là dễ uốn cong. Tức là nó cố tình nó làm bằng nhựa mềm để cho mình uốn theo cái dáng tai của mình, ví dụ như thế này. Hơn 7 triệu bạc mà dùng hơi bị ức chế một chút nha. Mình đang cảm thấy nó không được thoải mái lắm. Đó, thế nhưng mà nó là cái trải nghiệm thôi. Trải nghiệm để có những cái kiến thức về review cho các bạn. Tại vì ở Việt Nam này thì
cái lĩnh vực về review thì mình thấy ít người làm lắm, mà mình cũng muốn cho anh em có những cái kinh nghiệm, những cái trải nghiệm nó được đúng đắn nhất, chứ đừng như mình nhá. Nó hơi nhiều lúc mình cảm thấy nó hơi lãng phí một chút. Thử lại với cái tai phone này xem. Mình đang hơi ốm, thế cho nên là hơi sụt xịt, anh em thông cảm nhá. Rồi, cái này mới là bên này. Rồi, đây rồi. Đúng khớp luôn. Đó, bạn nhìn đi. Thấy chưa? Đó, đây mới là đúng dáng của nó. Thì mình nhìn xem nó có cái dấu hiệu gì cho mình biết là cái tai này là tai bên trái không, để lần sau mình đi làm nó đỡ bị. À, tức là nếu mà quay vào đây thì cái chữ xua này, mình sẽ phải nhìn thấy cái chữ xua này. Nó quay vào đây thì đây chính là cái tai bên trái. Oh, đang bị xoa mệt quá anh em ạ. Ok, âm thanh thì mình thấy nó tương đối hay, ấm tai, nghe to thì sẽ bị vỡ. Con này thì nghe to thoải mái, muốn to cỡ nào nó chơi tới cỡ đó luôn đấy. Forking 2 triệu, xua 7 triệu 4, xua SE 425. Rồi ok, hôm nay là bài kết thúc cái bài chia sẻ về các dòng phone thịnh hành dành cho DJ, producer, cũng như là phân tích điểm mạnh, điểm yếu. Một cái bài tương đối tổng quan về các loại phone để các bạn mới chơi DJ cũng như là chọn lựa chọn headphone hay là phone nhất tai cho mình có được những cái review nó tốt nhất và chân thật nhất. Bởi vì mình không phải là dân bán hàng, thế cho nên là mọi chuyện mình review chỉ là từ cái trải nghiệm của mình thôi. Chứ còn bình thường là ví dụ gặp anh em bán hàng thì người ta sẽ cố định hướng người dùng về những cái phone mà người ta bán ấy. Thì cái chuyện đó thì nó sẽ nhiều khi nó không được công tâm lắm. Rồi ok, bye bye anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em ở một cái số khác. Mình sẽ chia sẻ về những cái câu chuyện khác để làm sao mà chia sẻ được thật nhiều kiến thức đến với anh em. Thấy hay thì một like, một tim, một chia sẻ cho mình nhé. Thank you.